Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Mẹ Bảo Hân. Hôm nay thì Mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ đến với các bạn một mẫu hoa được tỉa từ quả cà chua để trang trí cho các món ăn trong gia đình. Đây là một bài tập trong bài tỉa hoa công nghệ của khối 6 trường AM học kỳ 2 và nhận được sự ủy quyền của cô giáo môn công nghệ của trường AM. Thì Mẹ Bảo Hân sẽ chia sẻ video này đến với các bạn khối 6 của trường AM nhé. Chúng ta cần có một con dao và một quả cà chua. Thì ở đây Mẹ Bảo Hân chia sẻ với các bạn, đối với các bạn khối 6, các bạn còn rất nhỏ tuổi, cho nên các bạn nên dùng những con dao mà đầu nó không nhọn như thế này nhé, để cho đảm bảo an toàn. Các bạn có thể dùng con dao kiwi này. Đó. Và các bạn để tỉa được một cái bông hoa từ cà chua đẹp để trang trí thì các bạn cần có một quả cà chua nó còn tươi và cứng như thế này. Bạn có thể chọn quả tròn hoặc cũng có thể chọn quả nó hình bầu dục cũng được. Và trước khi tỉa thì các bạn hãy rửa sạch vỏ cà chua nhé. Chúng ta sẽ gọt từ phần này. Các bạn nhìn này, đây là phần cuống của cà chua đúng không ạ? Chúng ta sẽ gọt từ đây, gọt một vòng để chúng ta lấy cái phần vỏ để chúng ta tạo thành hình bông hoa. Cách cầm dao này, các bạn cầm như này cho Mẹ Bảo Hân nhé. Và như Mẹ Bảo Hân đã lưu ý rồi, đối với những bạn nhỏ thì các bạn nên chọn những con dao không nhọn để các bạn có thể tỉa được với cái mẫu này. Rất là đơn giản. Và yêu cầu các bạn là hết sức nhẹ tay, làm từ từ thôi. Đây, chúng ta sẽ đi như thế này. Bỏ cái phần này ra nhé, để chúng ta sẽ không cắt vào nó. Nếu như các bạn không bỏ ra thì rất có thể các bạn sẽ cắt vào cái phần mà các bạn vừa mới tỉa xong. Với cái mẫu hoa này thì các bạn có thể trang trí trên rất nhiều các món ăn. Salad này. Rồi các món chiên nướng. Khi mà chúng ta trang trí lên đĩa thì chúng ta đều có thể sử dụng được nó nhé. Nhưng mà Mẹ Bảo Hân thấy là với cái món salad thì chúng ta sẽ trang trí dễ nhất và đẹp nhất. Các bạn cố gắng chọn quả cà chua mà nó còn cứng một chút thì các bạn làm nó sẽ đẹp hơn nhé. Hôm nay thì cái quả cà chua này của Mẹ Bảo Hân là nó hơi chín rồi, cho nên là cũng không được ưng ý cho lắm. Đó, các bạn đi một vòng cho Mẹ Bảo Hân nhé. Giữ tay này, các bạn giữ cái phần tay này nhé. Nếu không là chúng ta rất dễ vào tay. Rồi, đến đây thì các bạn lưu ý này. Đến đây rồi đúng không ạ? Chúng ta chỉ tỉa đến đây, cắt đến đây thôi để vòng này nhé. Đến đây còn một chút xíu này. Còn một chút xíu vỏ thì chúng ta dừng lại và chúng ta cắt. Đây, các bạn nhìn này. Nhìn Mẹ Bảo Hân cắt nhé. Cái khâu này rất là quan trọng, các bạn để ý. Nếu các bạn không để ý thì các bạn sẽ không làm được. Chúng ta cắt cái phần này. Rồi. Cái phần này sẽ là cái phần đế để chúng ta tạo lên bông hoa hồng. Bây giờ chúng ta cần một cái đĩa. Để chúng ta có thể quấn cái vỏ
của cái cà chua này thành một bông hoa thì các bạn để cái phần này xuống này. Đây nhá. Để xuống này, chúng ta cuốn cái vòng ngoài cùng trước. Các bạn cuốn từ ngoài vào trong. Nhẹ tay thôi, nếu không thì chúng ta sẽ làm gãy mất. Cuốn một vòng này. Vòng tiếp theo. Với cái cách tạo bông hoa hồng này thì các bạn có thể dùng ở trên cà chua này hoặc có thể trên táo cũng được nhé. Ví dụ như chúng ta trang trí một đĩa táo thì chúng ta cũng có thể dùng ngay cái vỏ của quả táo để chúng ta tạo thành một bông hoa hồng để trang trí ở trong cái đĩa ăn của mình. Các bạn cứ nhẹ tay làm từ từ thôi. Chúng ta quận một vòng phía bên trong. Với nghệ thuật cắt tỉa rau củ quả thì cái đòi hỏi đầu tiên đấy là các bạn nhẹ nhàng, khéo léo. Chúng ta không có gì phải vội vàng cả. Các bạn cứ cho từng vòng một vào phía trong. Các bạn muốn, bởi vì cái vỏ nó to thì chúng ta sẽ để cho cái khung của nó cái phía bên ngoài to ra một chút. Để phía bên trong chúng ta sẽ có thể quặn được nhé. Khi chúng ta quận thì chúng ta dùng một cái tay bên này chúng ta ấn nó ra. Hoặc là sau đó khi các bạn quận vào hết rồi các bạn là chỉnh cũng được. Tùy vào quả cà chua to hay bé. Đây là một quả cà chua tròn thì mẹ Bảo Hân sẽ quận nó bông hoa nó khá to. Còn đối với những cái quả cà chua mà là cà chua nhỏ hoặc là nó không phải là hình tròn mà hình oval chẳng hạn thì các bạn sẽ có được bông hoa hồng nó nhỏ hơn. Đến đây thì tùy các bạn, nếu như mà các bạn thích nó mỏng thôi thì các bạn có thể cắt nó đi. Đây, như mẹ Hân thì mẹ Hân không thích nó quá dày thì có thể dùng một cái kéo hoặc con dao chúng ta cắt cái phần này bớt đi. Đó. Nhẹ tay chúng ta ấn hết rồi bạn. Rồi sau đó chúng ta chỉnh. Các bạn có thể dùng cái mũi dao này các bạn chỉnh. Để cho cái vòng này nó rộng ra một chút. Đó, vậy là chúng ta được một bông hồng rồi đúng không ạ? Mẹ Bảo Hân sẽ để cao lên một xíu để cho các bạn nhìn nhé. Đây, đấy, chúng ta đã được một bông hồng. Và chúng ta có thể nhấc cả cái phần này đưa vào trang trí một cái đĩa ăn của chúng ta, đúng không ạ? Đây. Ở đây thì mẹ Bảo Hân có sẵn một cái đĩa để trang trí rồi. Các bạn nhẹ tay để vào đây.
Đó, mẹ mình có 3 bông hồng. Và chúng ta có thể dùng cái cách tạo bông hoa hồng từ quả cà chua này để trang trí trên rất nhiều các món ăn nhé. Ở đây thì hôm nay mẹ Bảo Hân sẽ chỉ làm video hướng dẫn thôi. Cho nên mẹ Bảo Hân dùng những cái ngọn su su để trang trí. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng rất nhiều các cái ngọn cây khác. Ví dụ như là các bạn ăn salad thì các bạn có thể là để trên đĩa salad được nhé. Rồi, cảm ơn bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ của mẹ Bảo Hân về một cái mẫu hoa rất đơn giản từ cà chua, và cũng là bài học của các bạn lớp 6 môn công nghệ. Và đặc biệt là video này mẹ Bảo Hân làm gửi tới các bạn lớp 6 trường Am học kỳ 2, và chúc các bạn có thể thành công với một mẫu hoa đơn giản này để trang trí cho món ăn của gia đình mình nhé. Và bạn có thể truy cập vào kênh YouTube Mẹ Bảo Hân. Cùng với đó thì bạn có thể vào mục danh sách tỉa hoa nghệ thuật để có thể xem được rất nhiều những video khác mà mẹ Bảo Hân đã chia sẻ về nghệ thuật cắt tỉa rau củ quả. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh giúp cho mẹ Bảo Hân, để mẹ Bảo Hân có động lực ra được nhiều hơn những video khác để chia sẻ đến với các bạn nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Và một điều nhỏ nhỏ nữa mẹ Bảo Hân muốn nhắc tới những bạn khối 6 trường Am. Các bạn hãy thực hành bài tập này và chụp ảnh lại, gửi lại cho cô giáo môn công nghệ của mình. Đó là lời cảm ơn và cũng là những tình cảm mà các bạn dành lại cho mẹ Bảo Hân. Xin cảm ơn các bạn.